Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi quay trở lại với việc sẽ đánh giá một chiếc đồng hồ. Nó có một cái điểm khá là đặc biệt và thú vị, đến từ một thương hiệu có lẽ là thương hiệu đồng hồ độc lập nổi tiếng, nổi bật nhất thời điểm này. Đó chính là một chiếc đồng hồ Richemu. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, như tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả và anh chị em, đây chính là một chiếc Richemu có mã hiệu là 3502. Ở trên mặt số chiếc đồng hồ này thì nó có ghi ngay là viết tắt là Rafa. Thì Rafa này là gì? Rafa này đấy chính là viết tắt của vận động viên quần vợt vô cùng nổi tiếng là Rafael Nadal. Thì Nadal là đại sứ thương hiệu của RM, vì vậy nên rất nhiều sản phẩm của RM hiện tại đang sản xuất lấy cái tên là Rafael Nadal, tức là lấy tên anh ấy là cho bộ sưu tập ấy, kiểu như vậy. Thì điểm qua một chút về lịch sử của cái dòng 35 này đi đã. Thì thời điểm đầu tiên ấy, phải nói là cái dòng 35 đây, như quý vị đang thấy, cái dòng 35 cái thời điểm đầu tiên nhìn trông nó không được đẹp và nó hiện đại như bây giờ. Như chúng ta đã biết thì ngày trước ấy thì rất là nhiều thương hiệu thi đua nhau làm đồng hồ mỏng, đúng không ạ? Ví dụ như Piaget hay là VOC. Tuy nhiên là thế hiện nay thì rất là nhiều thương hiệu lại không đi theo cái hướng mỏng nữa, mà người ta mà lại đi theo hướng là một chiếc đồng hồ sở hữu chất liệu mới với một trọng lượng rất nhẹ. Thì chiếc 35 đấy là một trong số những chiếc mà đi theo tiêu chí đó. Không có một sản phẩm nào khi vừa mới sinh ra nó đã hoàn thiện, đúng không ạ? Kể cả là iPhone thì chiếc 35 cũng vậy. Thời điểm đó nó đã là rất, nhìn nó rất đặc biệt rồi, và chất liệu của nó cũng đã là rất nhẹ, 20 gram cho một chiếc đồng hồ. Đấy là một cái điều gì đấy nó phải nói là một cuộc cách mạng, có thể nói là một cuộc cách mạng. Sau đó thì RM này Richemu cũng đã nâng cấp dần dần từ phiên bản 35 lên 3501 rồi lên 3502. Đấy chính là cái chiếc hiện tại đang ở trên tay tôi đây, và có một cái ngoại hình vô cùng bắt mắt. Thì chúng ta sẽ thấy được là với hai phiên bản phổ thông và thông thường của 3502, chúng ta sẽ có hai loại vỏ. Một đó chính là carbon TPT, thứ hai đấy là quark TPT. Thì hai cái loại vỏ này thì có gì điểm gì khác nhau? Thì cái quark TPT, ngay như cái tên quark TPT, chúng ta đã nắm được nó chính là những cái sợi nhựa rất là mỏng được đặt lên nhau. Cái độ dày của sợi nhựa đấy nó chỉ dày có 45 micromet thôi, nó tương đương với 0,045 mm, tức là nó rất mỏng. Và chúng ta phải nhìn đây, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy với chiếc đồng hồ này cũng vậy, là từ sợi carbon được đặt xếp chồng lên nhau. Và với công nghệ của nhà Richemu làm vỏ thì chúng ta không phải bàn cãi gì nữa, đúng không ạ? Còn lăng kính của video của Gia Bảo, chúng ta sẽ thấy nó là những cái đường thẳng xếp lớp nó rất khít lên nhau. Và hãng phải đảm bảo một cái yếu tố đấy chính là chống nước. Đó là một cái lý do mà tại sao chế tác cái lớp vỏ của RM nó lại tốn công như vậy, và cái mức giá retail nhá. Chứ đừng nói, chưa nói đến mức giá giao dịch ở ngoài thị trường. Mức giá retail cho những chiếc TPT này nó đã rất là mắc rồi, hơn 100.000 USD. Đó, công nghệ, và hiếm có thương hiệu nào có thể làm được cái vỏ carbon mà tiên phong cũng như là thẩm mỹ và đẹp như thế này. Về mặt ở trên ấy thì hãng họ làm những cái đường vân như vân carbon, nhưng mà vân carbon thép Damascus ấy là nó loang lổ. Chúng ta sẽ thấy là hãng họ còn làm ôm vát cái vỏ chiếc đồng hồ khoảng tầm 30 độ. Đó, nó không trên cùng một mặt phẳng. Cái điều này nó đã tạo nên một cái thương hiệu của Richemu, đó chính là cái dáng thích tono, và khi đeo lên tay nó rất là ôm tay. Vỏ chiếc đồng hồ này thì đây chúng ta có thể thấy được là nhìn rất to, nhưng mà người Việt Nam chúng ta kể cả cổ tay nhỏ vẫn thích đeo cái size này. Bật mí tới quý vị khán giả, có nghĩa là chiếc đồng hồ này dày 13 mm, rất dày, và dài, có nghĩa là dài này khoảng tầm gần 50, 49 mấy đó, và ngang gần 45. Tức cái dáng vỏ tono này mà size 45, thực sự mà nói là nó rất là bự, nhưng người Việt Nam chúng ta kể cả cổ tay nhỏ vẫn thích đeo, bởi vì chiếc đồng hồ này rất ôm tay. Đó, rất là ôm tay. Ở hãng ấy thì họ giới thiệu phiên bản này là đi với dây đen, nhưng khi ở hãng thì là sẽ là củ đồng hồ và chúng ta lựa chọn dây. Ví dụ như chiếc đồng hồ này là vị chủ nhân là chọn màu trắng rất là nổi bật, mang tính chất tương phản. Hoặc là với chiếc đồng hồ này, rất nhiều khách hàng, vì là nó có cái nút đỏ, rất nhiều khách hàng lựa chọn cái màu dây nó màu đỏ, rất là bắt mắt, màu đỏ, đỏ rực rỡ luôn. RM đi theo đúng một tiêu chí là nguyên tắc của họ, đấy chính là bạn có thể có sở hữu một chiếc đồng hồ RM, nhưng bạn phải sở hữu nhiều bộ dây của chúng tôi để các bạn có thể đeo thay đổi, kiểu như vậy. Và mỗi một bộ dây nó sẽ đem lại cho chiếc đồng hồ một cái màu áo mới.
để tạo ra một cái cỗ máy tự động cho chiếc 3502 này, nó lại là một điểm gì đấy phức tạp không kém, phải khẳng định với quý vị khán giả là như vậy. Phần lớn những cái chi tiết máy thì cũng được làm từ titan và những cái chất liệu rất nhẹ, chất liệu siêu nhẹ. Titan là một chất liệu rất khó chế tác và yêu cầu cái công cụ rất là hiện đại. Vậy mà đây lại là chế tác những chi tiết máy rất nhỏ, phải nói là rất nhỏ, tức là từ ốc này, từ cầu máy rồi đến những cái chi tiết nhỏ nhỏ khác đó, chúng ta có thể thấy đều được hãng sử dụng titan và những chất liệu siêu nhẹ, nên chế tác được những cái chất liệu đấy hãng đã phải chi rất nhiều tiền cho công nghệ, cho máy móc để hoàn thiện nó và làm được đẹp nó, chứ không thể để đưa được một chiếc đồng hồ có giá cả trăm ngàn mà nhìn cái độ hoàn thiện nó như một chiếc đồng hồ 5-10 ngàn, nó là điều không có. Đó là một trong số những cái lý do ấy, RM thuyết phục được cả những người chơi đồng hồ không cần tìm hiểu và thuyết phục được cả những người chơi tìm hiểu về đồng hồ, hiểu về kỹ thuật, thì họ mới thấy được rằng RM họ làm, họ chi rất là nhiều tiền cho công nghệ, chi rất nhiều tiền để họ làm máy móc. Chúng ta có thể zoom rất kỹ vào từng chi tiết máy, từng cái kim, đầu kim, que, hay là từ những cái cầu máy, chúng ta sẽ thấy được RM hoàn thiện, phải nói là perfect. Chúng ta hãy cùng nhìn đến những cái thương hiệu đồng hồ làm hoàn thiện máy theo cái cách đương đại. Nếu mà thương hiệu RM nhận là số 2 thì chắc hẳn là không có một thương hiệu nào dám nhận. Đó là thương hiệu số 1 về hoàn thiện máy. Nó là kết tinh của rất nhiều những bằng sáng chế, rất nhiều công nghệ, rất nhiều kỹ thuật và rất nhiều tiền nữa mới tạo ra được một cỗ máy với lớp vỏ khi kết hợp lại với nhau vẫn đủ đảm bảo vấn đề chống nước, đeo lên tay rất sướng. Và đây chúng ta ướm lên tay, cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn gần 17. Đây quý vị có thể thấy lên tay nó sẽ như thế này, nó hơi to một chút nhưng cái cách đeo những chiếc đồng hồ sport là sẽ như vậy, ôm và hơi bự, hơi to, hơi lớn. Khi đeo lên trên cổ tay, chúng ta có thể với những chiếc đồng hồ luxury sport watch, chiếc này thì gọi là ultra luxury sport watch rồi đó, thì chúng ta có thể phối hợp với cả đồ sport thể thao, thậm chí là nếu như chúng ta mặc vest, mặc suit, tôi đã thấy rất nhiều nhà sưu tầm mặc suit đeo RM rất là đẹp và cuốn hút. Và đây cũng là cuối của video này rồi, thì quý vị và khán giả có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ RM 3502 với vỏ carbon TPT mà tôi vừa mới đánh giá, thì chúng ta hãy cùng comment ở phía dưới video này quý vị khán giả nhé. Và thời gian tới quý vị khán giả muốn chúng tôi đánh giá nhiều hơn về những dòng sản phẩm nào, hoặc là phân tích hơn về kỹ thuật cũng như là về những chức năng phức tạp của đồng hồ, thì cũng đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video tiếp theo.